Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Hai Vợ Chồng Mình. Cả nhà ơi, hôm nay Hai Vợ Chồng Mình lại trở về cái view của nhà mình nè. Ở sau lưng là những trái bắp đã ăn Tết xong rồi. Hôm nay thì cũng đã ra mùng, chưa ra mùng, còn mùng nhưng mà cũng được gọi là hết Tết rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ làm một cái món liên quan đến bò để ăn nha. Trong Tết thì ăn thịt kho tàu này này kia nọ rất là ngán rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm một món liên quan tới bò và ăn với bún nữa. Đúng rồi. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm bắp bò nha cả nhà. Bắp bò cơ. Bắp bò mà chỉ ở đây không ạ? Này là bắp chuột chứ không phải bắp bò. Hôm nay bắp bò hai vợ chồng mình sẽ quấn lại và luộc lên. Gọi là bắp bò luộc mắm á cả nhà, luộc mắm là với nước mắm á nha. Thôi không chần chờ nữa, bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị là 2 kg bắp bò nè. Mình đã mua về rửa sạch và sẽ làm đôi luôn rồi. Để một hồi mình ướp vô đây nha. Còn ở đây thì mình có thêm một ít gừng sắc lát và một ít sả mình đã đập rồi. Một hồi mình sẽ lót ở dưới nồi để mình nấu. Còn bên đây thì một ít gừng hành và một ít muối mình đã chuẩn bị sẵn rồi, mình đã đâm nhuyễn rồi. Và giờ mình sẽ cho vô đây thêm một ít tiêu nữa, mình trộn đều lên để mình ướp vô cái phần bắp bò này. Đây mình sẽ cho tiêu vô. Cho nhiều một xíu cho nó thơm. Rồi mình trộn đều lên. Phần cái nước để ướp á mình đã làm xong rồi, giờ mình sẽ ướp vô. Mình quết đều ra. Mình sợ mình ướp bên ngoài nó không thấm vô được. Nó có mấy cái phần gân với mấy cái phần mỡ bọc ở ngoài, mình sợ nó không có thấm vô thịt đều. Cái bắp bò đầu tiên mình đã hoa đều. Còn cái còn lại mình cũng sẽ hoa như vậy luôn. Phần bắp bò mình ướp xong rồi, giờ mình sẽ lấy một sợi chỉ to mình bó lại. Bó xong rồi thì mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 phút nha. Này mình bó cho nó chặt, rồi mình nấu cái phần gân của nó nở ra. Cũng khó bó lắm á anh. Nó trơn. Người ta cột bằng dây lát, mình không có dây lát. Người ta có dây lát người ta cột từng khúc á. Mình bó cái này gì? Cũng được. Nó dễ nhưng mà nó tuột. Mình phải siết cho nó chặt vô. Mà mình luộc cho nó ngon. Với lại mình sắc ra cái nó tròn quay à. Xay cái miếng thịt đi. Dễ hả? Mình xiết cho nó chặt thiệt là chặt luôn nha. Mình sẽ trở đầu lại. Nó chứ cũng dễ bó cả nhà, cũng không khó lắm. Đây, tới phần cuối thì mình quấn mà mình cột lại. Nó đừng có vụt ra. Luộc cái ba cái gân này nè, nó bung lên. Đây, cái bắp bò đầu tiên thì mình cũng đã quấn xong rồi nè. Mình để đây nha. Mình quấn cái còn lại luôn. Sao nó cong cong kỳ anh? Cái bắp của nó cong vậy đó, em quấn thì nó sẽ nằm theo. Đây, cái này mình cũng xiết lại luôn. Và thế là hai cái bắp bò mình đã quấn xong rồi nè. Giờ mình sẽ để đây khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ đem lên mình đi nấu nha. Thịt mình ướp nãy giờ chắc cũng được là hơn 15 phút rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ vô son mình nấu. Bên đây thì mình chuẩn bị cái son, mình có lót sả với gừng ở dưới sẵn rồi. Cho hết vô.
Rồi giờ mình sẽ cho nước vô nha. Mình cho nước ngập cái bắp bò luôn. Mình sẽ cho thêm vô đây là 5 muỗng nước mắm. Rồi mình nấu mà nó có cạn xuống thì mình sẽ cho nước vô thêm nha. Mình sẽ bắt lên và mình nấu trong khoảng 1 tiếng rưỡi nha cả nhà. Mình nấu khi nào nước sôi thì mình sẽ cho lửa nhỏ lại. Lửa ở đây mình đã bắt sẵn rồi nè, anh Khoa anh sẽ cho lên. Giờ thì mình nấu thôi. Giờ thì mình sẽ nấu số bắp bò này trong vòng 1 tiếng rưỡi nha. Và đặc biệt là mình không đậy nắp nha cả nhà. Đậy nắp thì mình sợ nó hôi á. Phần bắp bò mình luộc cũng đã chín rồi nè cả nhà, mình luộc gần 2 tiếng nha, hơn 1 tiếng rưỡi một xíu thôi. Giờ mình sẽ cắt cái dây này mình bỏ và mình sắt. Bây giờ mình sẽ cắt cái cọng dây này ra nha. Wow, cái phần gân của nó bung ra. Nó mềm lắm cả nhà ơi. Mình vớt ra mình để nó nguội rồi nè. Nó nguội bớt rồi. Thôi giờ mình sẽ chẻ ra nha. Chẻ làm đôi trước đi rồi mình thái lại. Wow, đúng ra là nó mềm lắm luôn á. Đây, ở trong cái gân của nó bung ra nè cả nhà. À, đã quá à. Mình sẽ sắt lát mỏng. Cái này mình chẻ làm đôi nè, cho nên là nó không còn tròn nữa. Nó bị rớt ra rồi. Wow, cái miếng thịt mình sắt ra, cái phần gân ở trong nhìn đã quá à. Thịt rất là mềm luôn nha cả nhà. Phần gân nó bung ra hết cỡ luôn nè. Thịt đã sắt xong, mình sẽ cho một cái nia. Bên đây thì mình đã chuẩn bị sẵn có bún rồi nè. Mình sẽ ăn kèm với bún nha cả nhà. Cái này mình sắt nó không có được tròn. Tại mình chẻ, lúc mình chẻ để mình ướp cái phần cái bắp đùi nó bị tách ra làm hai luôn rồi. Đây, những cái cục gân. Gân này rất là giòn luôn nè. Mình sắt xong cục thứ nhất rồi, cục thứ hai thì mình cắt cái đầu gân nó bỏ một bên rồi nha. Thì mình sẽ chẻ hết cái cục này luôn. Wow, cái phần gân nó bung ra nè cả nhà ơi, đã quá. Cái phần thịt này nó đỏ đỏ là mình nấu á, mình luộc, mình hầm nó chứ không phải là nó sống nha. Rồi, mình sắt hết cái cục này luôn. Nó hơi bị rớt rớt kìa. Nó kiểu như nó không có kết dính lắm. Nhưng mình nhìn thì rất là hấp dẫn nha, cái phần gân của nó bung ra nhìn đã lắm cả nhà ơi. A few moments later. Wow, và cuối cùng thì mình cũng đã làm xong rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì mình cũng ăn đơn giản thôi nha. Mới ngày hôm trước thì ăn là gỏi, cuốn, tôm, thịt, thì hôm nay lại ăn bún nữa, nhưng mà lại là ăn với thịt bò chứ không phải là tôm và thịt nữa. Mấy ngày này thịt heo đổi nữa mà là thịt bò. Đổi món liên tục. Chim nó cười kìa đó nha, nó cười kìa. Thôi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mình sẽ ăn với bún, với ở đây là nước mắm chua ngọt nè và thêm một ít rau. Gân à. Ồ, cái miếng gân đó đã lắm à, cho em nè. Không. Em ăn đi. Thôi không. Không thôi. Giờ mình là ít ăn thịt bò lắm nha, tại mình bị dụ dỗ.
Tại vì anh Khoa anh khóa như cái này, mình làm cho anh ăn. Đây mà cả nhà nha. Chấm một miếng. Ôi có mấy cái con này nữa. Thịt bò. Mời cả nhà ăn thử coi. Ngon lắm em. Kẹp với cái lá tía tô này đi. Cho nó bán mùi không? Bán mùi bớt. Tuyệt vời. Cái người như là nó không có mùi lắm. Nó giòn. Mà đúng là mình thử được mùi tía tô không à. Ăn rau vô. Pha vô. Chấm nha. Cái này vợ mình sợ bị ăn bị đau cổ, không là đúng ăn mắm nêm nó sẽ có đúng mùi, đúng cái hương vị ha. Cơ thể em bất an cho nên là mình không muốn, mình sợ cho nên là mình không có làm mắm nêm nữa rồi á. Hay chứ, nó là phát hiện. Cho nó một miếng xé ra nè, nè cho nè. Chị sớm chị mè. Bà sữa không có dành của em. Bà sữa. Bà sữa vẫn dành của nó. Đảo quá. Bà sữa dành của nó nè, cho con nè, ăn đi. Bà sữa dành của em đập nha. Gân nó rất là giòn, nó mềm mềm, nó bùi bùi vậy đó. Mình luộc á, mình luộc một tiếng rưỡi hơn, một xíu thôi. Mình cảm giác như cái thịt nó bị hơi mềm quá, nhưng mà giờ mình sắc ra hồi thì mình thấy nó vừa lại, nó như nó khô nó lại bớt lại vậy đó. Nó săn lại bớt, nó nguội lại á. Chứ mà cái này là kiểu như luộc vừa chín rất là gân, nó sẽ không nở. Nó cứ ngắt không ngon đâu. Mình luộc rồi nó mới bung ra. Cái này như tí tô. Đúng là cái phần gân, không có bị hôi. Ngon rồi phải không? Thì không. Em nói bò sữa công lưng chạy đi, nó kiểm tra. Bò sữa tưởng chột á. Ăn gân được phải không? Em kẹp với lá tía tô nè. Gân. Ăn đi anh, con nhiều lắm. Rồi tới cùng gân bự á, giòn lắm. À, bên nhà hàng xóm. Cái hùng mút hay gì á. Nó đứa nhỏ chơi. Bò sữa tưởng bò sữa đã bị dụ. Bò sữa tưởng nó chuột chạy đi rồi. Ăn mấy cục gân được, phần thịt thì em chưa ăn, không biết nó ngon không. Thịt nó mềm lắm em. Mình luộc lâu mà. Ngon. Mà em biết là luộc vậy nó mới bung mấy cái gân ra. Nha, bị đau chứ gân. Chứ không là nó cứng ngắc hả, phải không? Đúng rồi. Mình thì mình rất là ít ăn thịt bò luôn, tại nó có cái mùi khó ăn cho nên là mình không có ăn được. Mà anh nói anh thèm, muốn ăn cái này. Đã có mấy cục gân nguyên em. Ở dưới anh. Ừ. Mấy cái đó nhà mình đã. Để nguyên cộng luôn á. Bình thường mình nấu vậy, bọt kho và mình hầm là nhỏ. Hôm nay làm như vậy đỡ món. Ăn với thơm. Nó thơm lắm. Miếng chấm mắm ăn xong thấy nó kỳ quá. Cái mùi bò nó hút mấy con này ha. Ừ. Đuổi á. Cái gì? Cơm mực. Bò này nếu mà luộc, anh nghĩ luộc mà đúng nó là có gì qua hồi quấy khâu gì đó. Hay mình làm vậy đơn giản thôi mà cũng rất là thơm. Xả gừng. Và nó cũng đã bán mùi bớt rồi. Em ghét mấy con này ghê. Cái mùi thu hút nha. Ăn ớt nè. Thôi anh ăn đi. Cho anh miếng gân nè, đã quá. Em ăn đi. Thôi đây còn à. Ăn thịt được. Dễ ăn. Nó có bán một loại gân giòn. Gân không à. Cái luộc ăn mới đã. Cái đó là như rẻ phải không? Cái đó anh không biết, anh thấy thôi, chưa bao giờ mua cái đó. Ở bên Nhật á. Ở đâu mà nó em nó chở đi mua thịt bò của người Brazil á. Cái người ta hay cho đó, người ta cho ba cái phần gân bò về, cái lấy cái phần đó nó bò kho. Em có minh chứng cho anh đó. Đúng rồi. Nó cười mua thịt bò xong rồi cái mình xin về, mình để tủ lạnh, cái mỗi lần lễ cái mình kinh xuống cho anh Khoa nó bò kho. Cái phần đó là giống như ở đây mình kêu nạm bò vậy á. Ừ, nạm. Người ta không ăn, ta cho. Cho, nhưng mà mình mua tới 1 ký thịt nó mới cho nha. Ở em thì có cái đó, còn ở dưới anh phải đi mua, cái đó phải đi mua. Nhưng mà rẻ lắm.
Cái đó nó có cũng bán rẻ không á? Con em nó biết thì mới mua được thôi, chị em cũng có biết đâu. Cái này nó bột ngon không? Em rửa nó thôi, giờ đúng là ăn cái gân không thôi. Còn thịt nó hơi nhiều. Ừ, ngọt ha. Ăn thịt thì nó hơi có mùi ha. Tiếp anh ơi. Nói chung là thịt bò với tôm, mực. Rồi là mấy cái con này nó dễ đánh mùi lắm. Mình mặt vừa mặt. Ăn mình vừa đuổi chứ. Hai vợ chồng đè ăn ra túi tô hết. Mà đá ăn tí tô cũng được, giờ khoái ăn tí tô không mà. Hồi anh phát hiện ra anh biết ăn ra tí tô rồi. Mình ăn từ đó tới giờ luôn. Giờ không ăn nó giống mùi bột xít. Bây giờ vẫn vậy mà, có nhiều người nói cái mùi bột xít. Ai ăn không được thì nói nó giống bột xít. Rồi, mấy cái gân to nãy em để đâu rồi? Ở dưới rồi. Giờ mới đừng kiếm à. Thôi ăn đại đi anh. Thôi ăn đại đi. Mình sẽ bốc đi tới. Gấp chúng cái nào gấp? Gấp trúng thịt thì đưa cho anh. Đây nè, cái phần này gân nè. Lấy gân ăn đi, ăn thịt không được, ăn gân đi. Đã miệng quá. Wow. Dài thế. Ủa em ăn giống ăn mì quá. Nó bị dài quá. Nói chứ ngon cả nhà, mình ăn không được nhưng mà mình ăn mình còn cảm thấy ngon. Ăn cắn vô giống như nó tan trong miệng vậy. Cái phần gân thì nó giòn, dụm dụm dụm. Anh thấy miếng gân này gấp cho em nè, ngon tròn. Không gấp, anh nhía cái làm chọt ngay. Để tôi gấp từng gân hết. Hay quá. Hay. Em muốn thịt không nó có mùi nhẹ nhẹ đó. Nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt như nhẹ ở trong. Đặc biệt là mình không có ướp bột ngọt gì luôn. Mình chỉ có nước mắm với muối. Nước mắm với muối. Mà nó vừa ha. Ở giữa nó thì có mùi tiêu nè. Cái này mình làm cuốn ăn được phải không? Đúng rồi. Cái này cuốn bánh tráng á. Ngon. Dễ ăn. Nhưng mà ăn vậy thì dễ dàng hơn. Ăn vậy khỏi mắc công rồi cuốn. Tiếp anh nữa đi. Trời ơi, ủa? Nay là cũng đã ngày cuối của Tết rồi, chuẩn bị đi làm mà không biết cả nhà ở đây. Có ai đi làm trước buổi mùng 6 chưa nhỉ? Nôn nao rồi đó. Mình thì làm tại gia. Năm nay thì mình nghe là tới mùng 9 mới nhập học. Và có những chỗ, những công ty thì tới mùng 9 mới đi làm. Sáng nay anh đã kêu là gì? Kêu là đầu năm là xuất gì? Xuất hành. Anh giờ sáng là anh đã xuất hành ra rồi. Anh ra lên giường anh rồi. Anh đã xuất hành. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cái Tết nó cũng qua đi một cách thật là nhẹ nhàng. Nhanh quá. Nào những năm nấy. Bên tên nó có 3 ngày Tết mà. Sáng mở mắt rồi mùng 1 cảm thấy nôn nao ha. Đi ra ngắm hoa, ngắm mai rồi này nọ cái. Quay cái đi thăm ông bà. Cái hết ngày đó coi như là xong rồi đó. Hết Tết rồi đó. Ngộ. Vậy mà nôn nao. Ui, sắp tới Tết nữa rồi em ơi. 300. 300. Xong. 365 300. Năm mấy ngày luôn. 300 năm mấy ngày luôn. 365 395 ngày lận. Năm sau Tết. Năm gần 2 tháng 2 lận. Rồi. Tết sẽ hơi lâu xíu rồi. Nhưng mà cũng sẽ đến nữa thôi. Rồi cũng đến thôi chứ làm gì mà hót được. Em muốn no rồi. Nhân lắm. Em ăn trúng miếng thịt rồi. No. Em
pha anh khoái cái này cho nên ăn thấy rất là ngon luôn. Mình thì mình lựa mấy cái cục cân mình ăn không à. Sao anh hay chồng mua tới 2kg rồi cả nhà. Bỏ lá này nó bị héo quá. Có những lúc những món mà nhiều khi nói chung là anh khoái dễ ăn lắm. Cái nào mình thèm là anh đều ăn được. Mà có những món anh thèm mình ăn không được nhưng mà mình vẫn làm cho anh ăn luôn nha. Thì mình cũng cố gắng mình tập tành mình ăn theo ảnh. Ngày ăn một chút thì từ từ mình nghĩ sau này mình sẽ ăn được nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái này dễ ăn mà. Ừ. Tập ăn đi. Tại vì cái mùi bò mình không có chịu được á cả nhà. Lại hôm nay làm như ăn Tết xong cái cơ thể lông thể bất an. Cũng hơi ngán thịt hả? Ăn nữa ha. Để suy nghĩ. Suy nghĩ nữa, ăn mà cũng suy nghĩ nữa. Hai vợ ăn chồng. Ăn vừa thôi nè, đói ăn nữa. Nói bữa chứ... giờ Tết ăn thịt quá nhiều rồi. Nói chứ với hai vợ chồng mà mua 2kg thịt thì đâu ăn hết. Mình mua là mình làm để cho cả nhà ăn luôn nha. Nãy giờ mình gấp bên đây, anh Khoa gấp bên đây. Phần giữa này là chưa đụng tới luôn. Quá đã cả nhà ơi. Nó muốn mắc cục luôn phải không? Luộc có cái phần gân ở giữa nó bung lên. Mình xát hồi nó còn nóng. Mình xát có cái nó bị giống như là nó mềm. Nó chảy ra luôn vậy đó. Khó xát lắm. Ai về tới giờ mình xát xong cái nó nguội lại cái làm như nó săn lại nó khô lại á nó gọi là sao ta rút lại hả nó co lại nó ừ, nhiều chắc. Từ quá không biết luôn mà nhìn nó ngon hơn là lúc rất, mình mới vừa xắt ra còn nóng nha rất ngon và hấp dẫn. Thôi hay chồng mình ăn cũng no rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video hay chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hay chồng mình trong những video tới. Mong những ai quý hay chồng mình tôi xin cho hay chồng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hay chồng mình có động lực ra thật nhiều video nữa trong năm mới nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.